Xin chào quý bà con, nay em giới thiệu cho quý bà con mình một loại thuốc trừ bệnh, Dona còn Super 700WP, trừ nấm, tác động tiếp xúc, có phổ tác dụng rộng, đặc biệt trong thuốc có chứa hàm lượng kẽm, hạn chế tối đa mầm bệnh tấn công, đặc trị thán thư, bọ cành cứng, ruồi vàng. Quý bà con nên phun khi bệnh vừa xuất hiện, nên phun ướt đều cây trồng, lưu ý ngưng phun thuốc trước thu hoạch 7 ngày. Vậy nên quý bà con hãy nhanh tay đặt hàng qua số hotline 0898 038 348 hoặc truy cập website để được mua hàng chính hãng nhé